Anh nghe nói chị chị ở lớp mình là Tlu S98 à, đây là video bán á, tập số 220 của mình với một cái ác ở server số bao nhiêu nhỉ? Chả nhớ đây, check cho các anh em mà xem số bao nhiêu. Server số 99, server số 99. Đội hiện tại là cái gì à? Đội hình hiện tại đang sử dụng là cái gì đấy? Sáng thế hổ đúng không? Các bạn nhìn thấy sáng thế hổ rất rõ ràng. Lượng kim cương còn lại vô cùng ấn tượng lên tới xấp xỉ 70.000 cơ. Đến check từng võ sĩ một cho các anh em mà theo dõi. Tất cả đều xuất trình vũ khí ăn học đầy đủ nha. Hàng này không phải là hàng tồn kho, hàng này là hàng chất lượng cao đấy. Tứ môn của Ainis, nhị môn của Zero, lục môn của Ca Phẩy, đây là con đam tối nhất hiện tại rồi. Cao nét thì nhân môn, Leo La Dị cũng như là Kula thì nhị môn, còn Leo La Dị thì ở trạng thái chưa nhất môn. Bạn nào muốn thì có thể lên nhị môn. Tuy nhiên mình nghĩ là lên để Leo La Dị vào đội hình 2, bởi vì team hổ thì nó không cần Leo La Dị. Các bạn nào có thể lên ý tưởng là thay Leo La Dị bằng Mai thì nó sẽ phù hợp với cái team sáng thế hỏa hổ hơn, khi đó thì nó sẽ gần như giống hệt đội hình của Bushin đúng không? Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thay Ad Crimson vào vị trí của Leo La Dị. Nói gì thì nói, Ad Crimson thì vẫn khỏe hơn Leo La Dị rất là nhiều. Đấy là khẳng định của chắc chắn là của mình. Sau này thì thay Nốt Terry 2K3 vào vị trí của Kula thì thực sự nó là mắc binh. Đội hình trong truyền thuyết luôn đấy các bạn, trong truyền thuyết luôn chứ không phải là có thực đâu. Bên QQ đã chơi cực kỳ kinh khủng rồi. Rất nhiều địa bàn sách. Còn 147 vạn năng, 147 vạn năng để các anh em toàn tính. 85 ảnh Omega Dugo. Phần tiêu hao này có cái gì? Rồi ok, 290 triệu thần thần đúng không? Hết sức là ta đây có đáng sợ. Danh sách boxy mà ác này đang có yêu đi dị, nói chung thì tứ hồn đội hình 2 thôi. Chrysalis rồi nhưng mà ác này không chơi rắn. Em toàn tính cho hổ. Hổ mình nói luôn thì sau này vẫn được mình đánh giá cao hơn rắn bậc, vì nó có Terry 2K3. Và tất cả mũ cai về sau nó cũng là hổ cơ, nên nó nhỉnh hơn một chút. Ác thì mình đã check ổn rồi đúng không? À quên, còn đấu trường 20:09. Rồi, hạng của nó hay hiện tại đang là hạng 21. Đánh vào top 10 mình nghĩ rằng rất là dễ dàng, đặc biệt là sau khi bùng lần này kim cương ra, lượng kim cương rất dồi dào. Đây là chiêu quay mèo bạn nhé, quay mèo xong thì nó phải rơi vào khoảng độ 90.000 kim cương. Rất là kinh khủng đúng không? Giá này cũng siêu rẻ cho các anh em để mua thôi. Giá là 1,3 triệu. Bạn nào muốn liên hệ mình theo số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán tập số 220.